Xin chào các bạn. Chuẩn bị sẵn sàng chưa các bạn? Uống nước này. Sau đó thì là chuẩn bị khăn, chuẩn bị một cái tấm thảm và một cái không gian thật là yên tĩnh để chúng ta bắt đầu với bài tập sáng ngày hôm nay nhé. Và có bạn nào ngày nào mà không thấy bài tập của Nguyễn Hiếu lên thì sẽ rất là mong, và có rất là nhiều bạn nhắn với Nguyễn Hiếu là sẽ rất là lo lắng nếu như mà không thấy Nguyễn Hiếu. Và Nguyễn Hiếu rất là, thực sự rất là cảm động khi mà các bạn nhắn rồi là bình luận rất là tình cảm như vậy. Và dường như cái thói quen luyện tập của chúng ta vào mỗi ngày nó đã trở thành một phần cuộc sống của chúng ta, một cái thói quen rất là tốt đúng không ạ? Và Nguyễn Hiếu mong rằng là các bạn hãy cứ duy trì cái thói quen này và chia sẻ và truyền động lực cho những người xung quanh, để chúng ta luôn luôn có được một cộng đồng thật là khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc các bạn nhé. Rồi, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi và chúng ta cùng bắt đầu với bài tập ngày hôm nay. Trước khi vào bài tập thì hãy giúp Nguyễn Hiếu kiểm tra cái chế độ của các bạn là đã đăng ký kênh của Nguyễn Hiếu chưa, để luôn luôn là người đầu tiên đón nhận những live stream, những thông báo mới nhất của Nguyễn Hiếu này. Kiểm tra giúp Nguyễn Hiếu ạ. Và nếu như đảm bảo tất cả đã đăng ký đầy đủ rồi thì hãy bình luận xuống số 1 để cho Nguyễn Hiếu được biết nhé. Bình luận xuống số 1. Rồi ạ. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn các bạn. Và bước thứ hai là giúp Nguyễn Hiếu chia sẻ ngay cái live stream này cho bạn bè và người thân xung quanh của chúng ta cùng tham gia luyện tập. Có rất là nhiều bạn hỏi Nguyễn Hiếu là cô ơi, thế thì hay thấy Nguyễn Hiếu dùng cái đệm gối này này. Khi mà những cái động tác quỳ chân thì chúng ta sẽ không bị đau hay là không bị tím bầm ở cái đầu gối. Thì ở trong shop của Nguyễn Hiếu có cung cấp những cái trang phục đầy đủ đúng không ạ? Hôm nay các bạn thấy Nguyễn Hiếu mặc một cái áo mới rồi đúng không nào? Đấy, thì là ở trong shop của Nguyễn Hiếu thì Nguyễn Hiếu có ghi ở cái phần bình luận và cái phần mô tả của cái livestream này, cũng như là ở cái phần bình luận có ghi, thì các bạn chú ý đón xem để vào tham gia shop với Nguyễn Hiếu nhé. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng ngồi thiền thư giãn tĩnh tâm vài phút trước khi bước vào bài tập. Bạn hãy điều chỉnh tư thế ngồi thật thoải mái. Hai tay của bạn thả lỏng ở trên đầu gối, bạn thả lỏng vai, thả lỏng khuôn mặt và thả lỏng đôi lông mày. Hãy nhắm mắt lại và mỉm cười nhẹ nhàng. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hít vào, thở ra. Và cảm nhận nguồn năng lượng tươi mới của vũ trụ đang tràn vào trong cơ thể của bạn, thẩm thấu từng tế bào, thẩm thấu các cơ quan nội tạng, và cảm giác cơ thể bạn đang ấm nóng dần lên và tràn đầy năng lượng. Từ từ đưa tâm trí trở về với cơ thể bạn. Đưa tâm trí trở về với cơ thể. Hãy hít vào và thở ra. Bạn chắp tay về phía trước ngực này. Sau đó đan tay lại, đẩy căng tay về phía trước, kéo giãn tay vai và gù sâu lưng ra sau nhé. Cúi gập cằm xuống, hít vào. Đưa cơ thể về vị trí ban đầu, chắp tay lại, thở ra. Một lần nữa siết chặt bụng, kéo dài tay vai về phía trước, cúi gập cằm, thở hết, giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Sau đó hít vào thật sâu. Nâng vươn hai tay lên, kéo giãn dài, thật dài. Thật dài cho cột sống của bạn, lắc nhẹ hai tay sang hai bên. Lắc nhẹ tay và ngực của bạn sang hai bên nhé. Cảm nhận từng đốt sống được giãn mở nhiều hơn nữa. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, tốt rồi. Bây giờ hít sâu.
Thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng tay ở trên đầu gối của bạn. Sau đó hít vào, đẩy ngược về phía trước, xoay từ phải qua trái. Hít thở đều khi xoay. 2 3 4 5 Rồi bây giờ bạn xoay ngược lại nào. 5 4 3 2 và 1. Rất là dễ chịu cho vùng lưng đúng không? Thế đưa cơ thể về vị trí ban đầu. Rồi nâng thẳng cơ thể của bạn lên, hít sâu. Thở chậm. Bây giờ đến hâm nóng cho cái vùng khớp háng, vùng hông và vùng chân của bạn nhé. Hai tay, hai chân của bạn chụm sát lại với nhau. Hai tay nắm lấy ngón chân cái, rung 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 và thả lỏng cho cái vùng khớp háng, vùng bắp đùi và bắp chân của bạn. Hít thở đều, hít vào và thở ra. 5 4 3 2 và 1. Tốt rồi. Bây giờ dừng lại, đẩy cơ thể về phía trước một chút, giữ ở đây, hít sâu. Thở chậm. Hít vào và thở ra. Rồi nâng cơ thể lên, nâng cơ thể lên. Sau đó bạn mở chân phải qua bên phải. Thế chân trái để ở phía trước. Dựng cái bàn chân của bên phải lên, được chưa ạ? Dựng bàn chân của bên phải, hai tay đặt trên đầu gối nhá. Lưng giữ thẳng, hít vào. Thở ra. Nghiêng trượt qua bên phải, rồi hít về giữa. Thở tiếp tục nghiêng sang bên phải 5 lần, hít giữa. Thở nghiêng sang, hít thở đều nha. Rồi tiếp tục hít vào và thở ra. Một lần nữa hít. Thở nghiêng qua bên phải này. Nắm lấy bàn chân, hạ cái khuỷu tay của bạn xuống. Kéo tay trái với lên, mắt nhìn lên. Hít thở đều. Hít vào và thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào. Bạn nâng cơ thể lên. Thở ra. Thả lỏng, sau đó giữ nguyên này. Hít sâu. Thở ra, vặn qua bên trái. Đưa tay phải đặt lên đầu gối của bên trái. Nhớ mông chạm sát sàn nhé. Luồn tay trái, nắm vào đùi phải. Mắt nhìn qua vai. Giữ ở đây, hít thở đều 30 giây. Hít sâu, thở chậm. Một lần nữa hít vào và thở ra. Sau đó hít, đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Chúng ta đổi bên. Co chân phải, duỗi chân trái ra. Kéo căng gót chân, kéo mông, đảm bảo hai mông chạm sát sàn. Hai tay đặt trên đầu gối, hít sâu. Thở, trượt qua bên trái, hít vào. Thở, tiếp tục trượt này, 5 lần, hít. Thở, 4, hít vào. Và thở ra. Nhịp cuối, hít sâu. Thở, trượt qua bên trái, hạ khuỷu tay xuống. Rồi, với tay phải của bạn lên, hướng mắt nhìn lên. Hít thở đều, hít vào. Và thở ra. Giữ nha bạn, 30 giây. Hít sâu. Thở chậm. Rồi, từ từ hít vào. Nâng cơ thể lên. Thở ra, hạ cơ thể xuống vị trí ban đầu. Hít vào.
Thở bạn vặn qua bên phải. Rồi vòng cái tay của bên phải nắm vào bắp đùi bên trái. Mắt nhìn qua vai phải, nâng nhẹ cái cằm của bạn lên, hít sâu và thở chậm. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào. Vừa thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng, tốt lắm. Chụm hai bàn chân của bạn lại, hít sâu. Thở ra, đổ người về phía trước, rồi hạ khuỷu tay xuống, đan tay lại, giữ ở đây, hít thở đều 30 giây tiếp tục. Hít vào, thở ra. Bạn hít bằng mũi và thở ra bằng mũi nha. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Rồi bây giờ hít vào, nâng cơ thể lên, gập hai chân lại, chống chân xuống. Chúng ta chống tay ở tư thế chuẩn bị của con mèo. Được chưa nào? Rồi từ từ hít vào, nhướn cái cằm của bạn lên, nhướn cằm lên. Thế, thở ra, thả lỏng. Sau đó hít vào, võng lưng nhướn ngực, nâng cằm lên. Thở, quay xương cụt gù cao lưng vai, cúi đầu xuống. Hít vào, võng lưng nhướn ngực, nâng cằm. Thở, gù cao lưng vai lên. Hít sâu, nhướn ngực, nâng cằm. Thở, gù cao lưng vai của bạn lên. Hít vào, thở ra. Một nhịp nữa, hít vào, thở, gù cao lưng lên. Rồi, rất tốt. Bây giờ hít vào, đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Bạn xoay cái tay của bạn lại, ngón tay hướng vào trong. Thế, rồi gồng chắc cái vùng bụng, thiết chặt bụng lại. Chúng ta đẩy nhẹ để làm săn chắc và làm ấm cho cái vùng cơ bắp tay của bạn và cổ tay. Hít thở đều nhé. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ hít vào, đưa cơ thể về vị trí ban đầu, xoay cổ tay trở lại, chống cái mũi chân, chống mũi chân của bạn này. Rồi nhấc cao đầu gối lên cách sàn 10 cm, giữ ở đây nha. 5, 4, cố lên, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, thở ra. Đẩy mông ra sau, nhón gót chân, đi bộ tại chỗ để làm mềm mại cho gân và dây chằng ở chân của bạn đấy. Hít thở đều. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Ép gót chân xuống, hít vào. Cuộn người về phía trước, thiết chặt cơ thể, đẩy người về phía trước, chống gồng chắc mông, bụng và đùi. Xoay hai chân qua phải, phần thân trên giữ nguyên. Qua trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái. Tốt rồi, bây giờ hít vào, thở ra, hạ đầu gối, lùi mông ra sau, vươn ngực lên, hít sâu. Thở ra, hạ ngực xuống. Được chưa nào? Thế duỗi mũi chân, nhướn người lên, quay vai của bạn, nâng cơ thể lên, cao dần tùy theo khả năng nha. Tư thế rắn hổ mang, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Rất tốt, từ từ hít vào, thở ra, hạ cơ thể xuống, mở đầu gối của bạn sang hai bên, mép thảm, hít sâu. Thở ra, lùi mông ra sau, thu hai cái chân chạm lại, đầu gối vẫn mở rộng, kéo giãn dài lưng vai của bạn, rồi vươn dài tay về phía trước,
hạ cái khuỷu tay, mông nhấn chạm xuống cái phần gót chân của bạn, hạ trán xuống, hít vào và thở ra. Hít sâu, thở chậm, rồi chống tay nhấc đầu, nâng cơ thể lên, thu hai chân đầu gối lại bằng hông thôi, rồi chống mũi chân, hít vào, thở ra, đẩy mông ra sau, tư thế chữ V ngược nhé. Hạ gót chân xuống, đẩy mông cao lên, đẩy cao vai lên, đúng rồi, từ từ hít vào, bạn đá chân phải lên, sau đó gập gối, mở hông qua bên trái, giữ ở đây, hít thở đều, dồn lực đều lên hai vai của bạn, hít vào và thở ra, từ từ hít vào, thở ra, co chân trở về, bước chân lên phía cạnh bàn tay của bên phải, được chưa nào? Sau đó từ từ hít vào, bạn nâng vươn tay của bên phải lên, hướng mắt nhìn theo tay, hít sâu và thở chậm, 5, 4, 3, đẩy cái mông của bạn cao lên, 2 và 1, hít vào, thở ra, hạ tay xuống, rồi hạ đầu gối, từ từ nâng người lên, hít sâu, vươn hai tay lên, quay cái xương cụt lại, đẩy căng lồng ngực của bạn, rồi với hai tay ra sau, chắp hai tay ra phía sau đầu của bạn, hạ bàn tay xuống, hít sâu, thở chậm, cố lên nào, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, đẩy cơ thể về phía trước, duỗi dài chân, vươn dài hai tay về phía trước, giữ ở đây nha, hít sâu, thở chậm, với dài tay, mở rộng tay, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, nâng cơ thể lên, thở ra, chắp tay về phía trước ngực của bạn, đẩy căng lồng ngực lên, hít vào, thở vặn qua bên phải, cài khuỷu tay này, rồi đưa cái ngón tay cái ấn vào phía phần giữa ngực của bạn, hướng mắt nhìn lên, hít vào và thở ra. Từ từ hít sâu, đưa tay trở về vị trí ban đầu, thở ra, hạ tay xuống, nhướn ngực của bạn lên, hít vào, thở, chống mũi chân, lùi mông ra sau, rồi rút chân phải ra sau, tư thế chữ V ngược, điều hòa hơi thở đi, hít vào, thở ra, hít sâu, thở chậm, sau đó hít vào, bạn đá chân của bên trái lên, rồi co gập chân lại, bẻ qua bên phải, ép sâu qua bên phải, giữ hít thở đều nha, 5, 4, 3, 2, 1, tốt rồi, bây giờ hít vào, co chân lại, rồi đẩy người về phía trước, bước thật nhẹ chân trái của bạn lên, thế sau đó nâng tay trái nha, hít vào, vươn tay trái lên, mắt nhìn theo tay, hít thở đều, hít vào và thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, thở ra, hạ tay xuống, từ từ nâng cơ thể lên, hít vào, nâng cơ thể này, ép cái phần đùi, quay cái xương cụt nhé, quay vào trong, được chưa? Nâng vươn hai tay lên, đẩy căng lồng ngực dễ hơn này, chắp tay lại, đưa tay ra phía sau đầu, nâng cằm, hít vào và thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, đẩy cơ thể lên, lùi mông ra sau, vươn tay về phía trước, rồi giữ ở đây, hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1, cố lên nào, hít vào và thở ra, từ từ hạ trùng đầu gối xuống, đưa tay chắp về phía trước ngực, đẩy căng ngực của bạn, hít sâu, thở chậm, rồi hít vào, thở ra, bạn vặn qua bên trái, đẩy căng ngực, hướng mắt nhìn lên, hít thở đều,
5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào, đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Thở ra, hạ tay xuống. Nhướn ngực của bạn lên, nhướn ngực, nâng cằm, hít sâu. Thở ra, chống tay. Rút chân ra sau, tư thế chữ V ngược nha. Hít vào, thở ra, hít sâu. Kiễng gót chân của bạn cao lên, rồi co trùng đầu gối lại. Rồi giữ ở đây, hít thở đều, nâng đầu lên. Nhìn lên phía đầu thảm ấy. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ duỗi thẳng này, được chưa nào? Xoay vặn qua bên phải, bên trái, gồng chắc vùng thân trên. Phải, trái, phải, trái. Rồi một lần nữa, phải, trái. Từ từ hít vào, thở ra, hạ đầu gối. Lùi mông của bạn ra sau, nhướn người lên, trườn người về phía trước, hạ ngực này. Rồi bây giờ hạ bụng, lướt cơ thể lên, rắn hổ mang, đẩy căng lồng ngực của bạn lên, nâng cằm, hít thở đều, hít vào và thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ thở ra, hạ cơ thể xuống, mở đầu gối của bạn sang hai bên nhé. Hít vào, thở, lùi mông ra sau, thu chân lại, kéo giãn dài lưng vai, nhướn người về phía trước. Rồi thả lỏng khuỷu tay xuống, hạ trán của bạn, hít sâu, thở chậm, hít vào, thở ra. Bây giờ hít vào, nhấc đầu, cong lưng và cuộn từng đốt sống lên, đầu lên sau cùng, nâng cơ thể lên, khép đầu gối bớt lại, mở rộng bằng hông của bạn thôi. Được chưa nào? Thế sau đó đưa hai tay về phía trước, đưa hai tay về phía trước, đan hai tay lại, hít sâu, nâng đùi lên, siết chặt mông, đẩy về phía trước, thở ra, hạ xuống. Hai, hít, thở, hạ xuống. Ba, hít vào, thở, hạ. Chúng ta tập 5 lần. 4, hít, thở, hạ xuống. Và 5, hít vào, thở ra, hạ xuống. Từ từ thoát hai tay, đưa hai tay đặt lên phía đùi của bạn, điều hòa hơi thở, hít sâu, thở chậm, hít vào và thở ra. Sau đó hít vào một hơi thật sâu, thở ra. Từ từ bạn hạ mông xuống, hạ mông xuống, đưa hai chân về phía trước, hạ khuỷu tay nhé, hạ khuỷu tay. Rồi duỗi cái mũi chân của bạn, đẩy cái ngực lên, đẩy ngực lên, duỗi mũi chân, nâng hai chân lên một góc 45 độ. Sau đó chúng ta đá hai chân này, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào một hơi thật sâu và thở ra, giữ nguyên chân ở đây, tiếp tục giữ. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, thở ra, hạ chân xuống, duỗi thẳng chân. Thế rất tốt. Rồi bây giờ xin mời bạn nằm xuống. Nằm xuống. Rồi chân chúng ta co lại như thế này. Thế chân trái đặt lên chân phải, đặt lên. Sau đó hít vào, thở ra, co chân phải lên, luồn tay ôm cái phía cẳng chân của bên phải ấy, ép vào cơ thể của bạn, hít thở đều, rất là đã cho cái vùng hông của bạn. Hít sâu và thở chậm, hít vào, thở ra. Bạn ngóc cái đầu lên đi, kéo chân sát về phía cơ thể, giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào,
Vặn. Thở ra, hạ cơ thể xuống. Rồi thả lỏng chân. Hạ cái chân của bên trái, co chân phải lên. Hít sâu. Thở ra, co chân lên, luồn tay vào trong này, kéo chân này. Thế, ép sát về phía cơ thể, giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào. Thở ra. Co cái đầu gối, kéo đầu lên, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào. Và thở ra. Bạn hạ cơ thể xuống, từ từ hít sâu, thở, hạ chân xuống, khép hai chân lại, gập cằm. Rồi bây giờ hít vào, nhấn chặt cái vùng thắt lưng của bạn xuống nha, nâng hai chân lên, thế, duỗi thẳng căng chân, kéo căng gót chân lên, hai tay nắm vào ngón chân cái, rồi giữ ở đây. 30 giây nhấn chặt cái xương cùng cụt và những cái đốt sống thắt lưng của bạn xuống, hít thở đều, hít vào. Thở ra. Tiếp tục giữ nữa nào, hít thở đều nhé, duỗi thẳng căng chân đi bạn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào. Thở ra, hạ chân xuống, hạ chân xuống. Rồi mở rộng hai chân sang hai bên, thả lỏng. Hai tay ôm vòng quanh bụng, lắc đầu qua phải, trái, phải, trái. Thả lỏng khuôn mặt của bạn, hít vào. Thở ra. Hít sâu. Thở chậm. Hãy tưởng tượng như bạn đang nằm trên thảm cỏ xanh non, đầy hoa trái và bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Từ từ, bạn đang đi vào sâu bên trong chính bạn để kết nối với chính bạn, kết nối với con người bên trong bạn. Bạn và nguồn năng lượng của vũ trụ đang hòa vào làm một, trở thành một thể thống nhất, hoàn thiện. Lúc này đây, toàn bộ cơ thể bạn, tâm trí bạn và từng tế bào bên trong cơ thể bạn đang được lấp đầy sự biết ơn với những điều mà bạn đang có. Và khi bạn đang sống từng giây phút trong sự biết ơn thì vũ trụ sẽ gửi cho bạn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa. Hãy hít vào sự biết ơn, thở ra để lan tỏa lòng biết ơn và cảm nhận sự biết ơn đang thấm vào từng tế bào, thấm vào từng mạch máu và đang tuôn chảy đều toàn bộ cơ thể của bạn, lấp đầy tâm trí và tâm hồn của bạn. Ngay lúc này, bạn đang dần trở nên hạnh phúc. Hãy nhẹ nhàng mỉm cười với một trái tim đầy yêu thương và đón nhận những điều tuyệt vời đang tuôn chảy vào cuộc sống của bạn. Bạn hãy cảm nhận nguồn năng lượng biết ơn đang lấp đầy cơ thể khỏe mạnh, cơ thể đẹp đẽ của bạn. Bạn biết ơn cơ thể tuyệt mỹ của bạn, biết ơn trái tim khỏe mạnh, biết ơn bộ não minh mẫn. Bạn biết ơn đôi mắt sáng long lanh giúp bạn nhìn rõ mọi vẻ đẹp, mọi vật mỗi ngày. Bạn biết ơn đôi tai khỏe mạnh giúp bạn nghe rõ mọi âm thanh ngọt ngào của cuộc sống. Bạn biết ơn tất cả các bộ phận hoàn hảo trên cơ thể bạn. Và cơ thể bạn lúc này đang hoàn toàn được thư giãn và thật mềm mại, nhẹ nhàng, thanh khiết. Cơ thể bạn đang hoàn toàn thư giãn.
giãn, thư giãn, thư giãn. Từ từ đánh thức cơ thể, nhúc nhích các ngón chân, ngón tay, xoay nhẹ cổ chân, cổ tay, quay đầu sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, đưa đầu về trung tâm, khép chân lại, hít vào. Bạn vươn hai tay qua đầu, duỗi thật dài cho cơ thể, rồi nghiêng mình sang bên phải, cho tim nghỉ ngơi, tĩnh lặng vài nhịp thở nhé. Sau đó mời bạn nâng cơ thể ngồi dậy. Rồi, chúc mừng bạn đã hoàn thành rất là xuất sắc bài tập ngày hôm nay. Và bạn cảm thấy thế nào? Tập xong thấy mình khỏe ra rất là nhiều, đúng không ạ? Mọi những cái cơn đau nhức, khó chịu hay là căng thẳng thì đều đã được đẩy lùi hết rồi. Và hơn nữa rằng là chúng ta lại cảm thấy mình càng ngày càng săn chắc, thon gọn và tươi trẻ hơn rất nhiều rồi, đúng không nào? Hãy duy trì luyện tập đều đặn cùng Nguyễn Hiếu mỗi ngày để chúng ta đạt được hiệu quả lâu dài bạn nhé. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp nhau vào ngày mai. Nguyễn Hiếu chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc ngọt ngào. Om Namah Shivaya.